Hello, chào tất cả anh em. Trên tay mình đang là một con iPad Pro 2018 12.9 inch. Thì anh em có thể thấy đây, một con iPad khá là đắt tiền em nhé. Con iPad này bây giờ mua chắc là phải 27-28 triệu gì đấy. Thì phiên bản của anh ấy rất là cao, 100 tận 130 GB cơ. Đó, thì anh em thấy đây thì một con iPad rất là to, rất là đẹp, 12.9 inch, nói chung là cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn luôn. Thì cái con này anh khách đã không may update lên cái phiên bản 13.4.1 ấy, thế nên là những cái phụ kiện là nó không hỗ trợ nếu mà anh em làm theo cách bình thường. Đấy, thì ở đây thì anh khách đã gửi về cho bên mình để bên mình gọi là làm để anh khách có thể chơi được trên cái con iPad này bằng bàn phím chuột nhá. Ở đây anh em có thể thấy đây, mình đang sử dụng Android K3 và cái con chuột V3 của bên mình thôi. Thì hiện tại nó đang hỗ trợ cái Zen Black máy này để chơi ấy, thì nó hiện tại nó đang hỗ trợ là Android D3, Android K3 nhé. Nói chung cái trường hợp mà bất khả kháng anh không còn cái cách nào khác thì anh em mới phải tìm đến cách này nhé. Không còn cái cách nào khác để chơi game ấy, thì anh em mới phải tìm đến cách này coi. Còn anh em có những cái cách nào và giải pháp khác để chơi game thì tốt nhất anh em không nên sử dụng cái cách này nhé. Thì bây giờ iPad anh em mua 27 28 triệu xong rồi giờ không ai update lên xong rồi không chơi được thì bỏ nó phí ra. Đấy, thế nên anh mình có bảo anh khách là thôi gửi về bên mình để bên mình làm tạm cho anh em chơi. Thì bao giờ nó có cái sản phẩm mới hay là bao giờ nó có cái gì đó mới thì anh em có thể đổi qua nhé. Còn hiện tại là chỉ có cách này chơi thôi và để chơi tạm thôi nhé. Cái này để chơi tạm thôi, mình không khuyến khích anh em chơi cái này trong thời gian dài. Đấy, nên là cái này chơi tạm thôi em nhé. Nói chung là mình cũng chỉ khuyên anh khách là không may thì nên rồi thôi thì gửi về mình chơi tạm thôi nhé. Thì giờ bỏ đi nó cũng phí anh em ạ. Đó, anh em thấy đây, một con iPad rất là to luôn, Android K3 của anh khách này và con chuột này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở cái giới thiệu cho anh em xem nhé. Đây, anh em đợi mình một chút nha. Mình sẽ về chê thông tin một chút của anh khách nhé. Đó, anh em thấy chưa? iPad 13.4.1 và iPad Pro 12.9 inch. Thì anh em vừa thấy thì mình vừa show cái thông tin máy của anh khách ra. Thì anh em biết thì nó đang chạy hệ điều hành 13.4 em nhé. Đang chạy một cái con hệ điều hành khá là cao. Thì những cái phụ kiện bình thường bây giờ là gần như là không có một cái phụ kiện nào hỗ trợ anh nhé. Những cái phụ kiện bình thường đa phần là không có một cái phụ kiện nào hỗ trợ, nhưng mà bên mình có thể làm được cho anh em chơi trên những cái con Android D3, Android K3 nhé anh em nhé. Rồi, em thấy chơi thì khá ok, khá mượt nha. Máy này thì hiện tại con máy này đồ họa của nó chỉ đây, anh em có thể nhìn thấy đồ họa đây. Nó chỉ nên được cực độ với cân bằng thôi, nó không nên được HDR với cực độ đâu. Nên HDR nó sẽ bị đẩy về cực cao. Mình cũng không hiểu sao là bên PUBG lại như thế, tại vì một cái con máy này cấu hình nó rất là cao mà lại chỉ nên được cái cấu hình như vậy. Nên là lại phải giảm về cân bằng để chúng ta lấy cái cực độ thì chúng ta sẽ được 60fps chơi nó sẽ ok hơn anh em nhé. Đó. Và màn hình của con này tần số quét của nó là 120Hz luôn. Màn hình tần số quét cực kỳ ngon luôn, anh em nhìn này nhá, chuột nó hiện lên nhá. Đó, đóng chuột này, tap vào lâu hiện chuột, tap vào hiện chuột này. Đấy, ở đây mình đang chơi PUBG VR game nhá. Rồi, sấy thì các thứ vẫn ok em nhé. Đó, sấy rất ok luôn, anh em có thấy nha. Đấy, sấy rất ok luôn, con này hai loa hai bên, hay bốn loa thì phải. Bờ đồ mà, dòng rất là đắt tiền. Đó, anh em thấy chưa? Sấy con này ghim rất là êm nhá, rất là êm luôn. Ok anh em, ở đây mình đã vào trận rồi anh em nhé. Thì mình vào ván nó đã bắn mấy chục mạng rồi đây. Thì mình bắn không đeo tai nghe nên nó sẽ phát hiện vị trí các thứ nó hơi ngu ấy, có gì anh em thông cảm nha. Em xem về độ mượt thôi nhá, còn đừng xem về kỹ năng. Kỹ năng thì thứ nhất là mình không đeo tai nghe nè, mình không thể hiện được hết kỹ năng đâu em ạ. Sẽ khá là ngu đấy. Vừa vào trận phát thì nếu hiểu sao bọn nó ăn bao mạng rồi. Đây có một thằng đây này. Ơ đi cơ mẹ bắn mãi đều chết kìa. Thì chết ai thì ăn được thằng kia rồi, thằng bắn bay đầu mình. Nên chơi luôn nè. Biết nó thủ đây rồi. Nhưng mà vẫn phải chơi. Con mẹ. Bãi cứt. Nhưng mà ném bom anh em ạ. Thank you.
Ui con mẹ. Sổ ra nhanh thế. Giật hết cả mình. Uzi trên đây này. Mày Uzi à. Trên này vẫn còn thằng nữa anh em ạ. Ui thì con mẹ ông nào ném bom đấy. Trên đời ném bom ghê quá anh em ạ. Ôi đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy, đâu ấy. Ui vậy đằng sau anh em ạ. Ghê thế nhỏ. Chuồn anh em ạ. Dẫu trên đây không có người anh em nhé. Thơ đi các bạn. Giật hết cả mình. Mấy mày bán súng gì đấy? Bán súng gì đấy? Bán súng gì đấy? Còn vậy giật hết cả mình á, tự thỏ cái đầu tốt của nó đi con này tăng ở đây nữa. Đi con này giật hết cả mình, tự thỏ cái đầu tốt lên. Buồn cười thật sự, nếu có bom vậy ạ, có bom thì ném thì phê. Đây đằng sau này có một thằng này, giết thằng óc cứt này đã. Mày này. Không đây anh em. Ui. Đi đâu thế? Ôi đi về. Mình tưởng điều có ai phi đây thôi một đàn. Có một thằng ở trên kia kìa. Ui, đây. Mày không bắn được bạn. Tao đâu? Có ai không ta? Đâu rồi các bạn, chú đâu hết rồi nhỉ? Mình bom ghê thế. À, chú đâu hết rồi? À, ở dưới đây các bạn. Thắng vậy rồi. Thắng vậy rồi em ạ. Chán quá nhỉ? Ok thì anh em vừa thấy thì mình chơi trên cái con iPad này khá là ngon nhá. iOS một cái iOS khá là cao nhưng mà chơi nó cũng khá là ngon, khá là ok. Với cả cái chuột với bàn phím K3 chơi trên cái iPad chạy hệ điều hành 13.4 này nhá. Đó, mắc phím này em nhá. Chơi khá ổn, khá ok em nhá. Đó, em về chưa? Nói chung là cái phương pháp này để anh em chơi tạm thôi, chơi gọi là backup, chơi gọi là chơi tạm thôi nhá. Trong những tình trạng rông bão này, đấy gọi là chơi tạm thôi. Còn anh em nào mà muốn chơi ngon thì anh em nên sắm cho mình những cái con iOS 13.4 dưới 13.4 nhá. Còn trên 13.4 thì hiện tại thì chỉ có cách này thôi. Rồi cảm ơn anh em nhá. Xin chào anh em, bye bye nhá. Cái chơi tạm thôi anh em nhá. Không anh em lại bảo mình là thế này nọ, chẳng qua là anh em không chơi được thì bên mình mới nghĩ ra cách này để hỗ trợ anh em thôi, chứ còn bình thường thì bên mình cũng chả nhận làm cho anh em cái kiểu này đâu. Rồi cảm ơn anh em nha, xin chào anh em, bye bye.